cái việc mà đầu tư các tuyến đường cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh hay thậm chí là nhiều hơn 6-8 làn thì phải nói là đây là một cái nhu cầu rất là đúng đắn và rất cấp thiết. Tuy nhiên thì báo cáo với các đại biểu quốc hội ấy, thì trong cái thời gian vừa qua thì do cái nguồn lực có hạn, nhiều cái tuyến ấy, là chúng ta cũng mới chỉ có tiền, có ngân sách để làm 2 làn xe thôi. Hiện nay quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là không khuyến khích đầu tư các cái tuyến cao tốc có 2 làn xe và gây lãng phí về vốn đầu tư và khai thác thì không hiệu quả và mất thời gian. Và trên địa bàn thì Thiên Huế của chúng tôi là có 2 tuyến La Sơn Túy Loan và La Sơn Cam Lộ, thực tế thì phát huy cái hiệu quả đầu tư, tuy nhiên là do quy mô nhỏ và lưu lượng tốc độ thì không cao nên là chủ yếu vẫn sử dụng cái quốc lộ 1A, và thực tế thì có nhiều cái vụ việc là tai nạn giao thông đã xảy ra. Và đối với những cái vụ án những cái vụ việc như vậy và những cái dự án có quy mô nhỏ, xin đề nghị Bộ trưởng cho biết thì Bộ trưởng đã có cái kế hoạch ra soát các cái tuyến đường như vậy để nâng cấp và mở rộng. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Cái việc mà đầu tư các tuyến đường cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh hay thậm chí là nhiều hơn 6-8 làn thì phải nói là đây là một cái nhu cầu rất là đúng đắn và rất cấp thiết. Bản thân Thủ tướng Chính phủ thì luôn chỉ đạo là cố gắng để mà đầu tư làm sao tuyến nào là hoàn chỉnh tuyến đó. Tuy nhiên thì báo cáo với các đại biểu quốc hội ấy, thì trong cái thời gian vừa qua thì do cái nguồn lực có hạn, nhiều cái tuyến ấy, là chúng ta cũng mới chỉ có tiền, có ngân sách để làm 2 làn xe thôi. Đấy. Và thực tế thì khi những cái tuyến này ở cái thời gian ban đầu thì cái lưu lượng xe cũng không lớn. Đấy. Và trong cái bối cảnh là cái ngân sách của chúng ta chưa có thì vừa qua là mặc dù chính phủ cũng đã rất hạn chế việc này rồi, và Thủ tướng Chính phủ cũng đã có cái quan triệt là nôm na nếu cố gắng để mà đã làm 4 làn xe. Thế nhưng hiện nay thì chúng ta vẫn có, theo đánh giá của chúng tôi tổng hợp thì vẫn còn có khoảng 5 cái tuyến nữa. Và trong đó thì tại Thừa Thiên Huế là có 2 tuyến, đại biểu quốc hội vừa nêu ấy, La Sơn Túy Loan và Cam Lộ La Sơn. Thì cái việc này thì Bộ Thông Vận tải chúng tôi cũng rất ghi nhận và nghiêm túc tiếp thu, và trong cái thời gian tới thì sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư cùng với các cái bộ ngành để tham mưu cho chính phủ trong cái việc là tiếp tục mở rộng. Và Thủ tướng Chính phủ thì cũng đã có chỉ đạo về cái việc là phải làm sao trong cái thời gian tới là ưu tiên cái nguồn vốn, cái nguồn ngân sách để tập trung vào cái việc nâng cấp tất cả những cái tuyến 2 làn xe lên tối thiểu là 4 làn xe hoàn chỉnh. Và tôi cho rằng cái này là cái chỉ đạo rất là đúng đắn, và về phía Bộ Thông thì chúng tôi sẽ ghi nhận những ý kiến của các đại biểu và để mà cố gắng dành cái đề xuất để có cái nguồn vốn để chúng ta hoàn thiện tất cả các cái tuyến đường cao tốc 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh.